Video ngày hôm trước thì mình có nói về tác hại khi cho con đi ăn rong, thì rất là nhiều mẹ đồng cảnh ngộ và than vãn rằng là có con lớn 2 đến 3 tuổi rồi mà vẫn phải đi ăn rong hoặc là xem TV điện thoại thì mới chịu ăn. Vậy thì mình chia sẻ một số cách sau nhé. Đầu tiên là với những em bé mà mới bắt đầu ăn dặm thì bắt buộc mẹ phải có tư tưởng là thiết lập thói quen ngồi vào ghế khi ăn và tuyệt đối là không được đi ăn rong ngay từ khi bắt đầu. Làm ngay từ đầu rất là dễ các mẹ ạ, vì con sẽ không có sự so sánh. Con chưa đi ăn rong bao giờ, chưa xem TV điện thoại khi ăn bao giờ thì làm sao mà biết so sánh giữa ăn rong và ngồi ăn, đúng không? Còn đối với các bạn mà quen đi ăn rong rồi thì làm như thế nào? Thì mẹ Sắn có một số cách sau. Đầu tiên, đó là mình hãy cho con ngồi vào bàn ăn chung với gia đình để con có thể nhìn được cả nhà ăn như thế nào và con có thể bắt chước. Cách thứ hai, đó là mẹ áp dụng quy luật cân bằng, đó là để con được đói. Yên tâm là không có một đứa trẻ nào để tự mình chết đói cả, trừ trường hợp là bệnh lý thôi các mẹ ạ. Nhiều mẹ nói với mình là để nó đói cả ngày nó cũng không ăn đâu. Vậy thì mẹ hãy xem lại xem là mình để con được đói đã đúng cách chưa. Đầu tiên ấy là mẹ cần phải xác định là vấn đề của con có phải là đói đi ăn rong thì mới ăn hay không. Nếu đúng ấy thì đến bữa ăn con mà đói đi ăn rong thì mẹ không đáp ứng, con sẽ không ăn. Nhưng mà không sao cả, mẹ hãy tôn trọng con. Mẹ hãy cắt toàn bộ những cái đồ ăn vặt trong cái mấy ngày này đi, như sữa chua, váng sữa, hoa quả, đồ ăn vặt gì đó, chỉ được ăn 3 bữa chính thôi. Đến bữa chính tiếp theo, mẹ lại cho con ăn và tất nhiên là không đi ăn rong rồi. Có thể là con sẽ tiếp tục không ăn, nhưng mà không sao cả, mẹ hãy tôn trọng quyền quyết định của con. Đến tối khi mà đi ngủ ấy, thì mẹ xem là con có dấu hiệu đói lả lướt không. Nếu có thì có thể cho con uống một hộp sữa, còn nếu không thì không sao cả, cứ kệ con. Theo nghiên cứu thì không có một đứa trẻ nào tự bỏ đói mình quá 48 giờ đâu các mẹ ạ. Các mẹ yên tâm, cái này có nghiên cứu cả rồi nhá. Thói quen của một con người ý, kể cả người lớn hay là trẻ con thì đều cần khoảng là 3 đến 4 tuần mới thiết lập được, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Thế nên là đã xác định rèn cho con thì phải tính bằng tuần, bằng tháng và mẹ phải kiên trì không được bỏ cuộc nhé. Cách thứ ba, đó là mẹ phải thống nhất trong gia đình về phương pháp rèn lại thói quen ăn uống cho con. Mẹ thì quyết tâm rèn nhưng mà ông bà thì thấy cháu đói lả lướt thì đã dí ngay cho cái bánh mấy hộp sữa rồi, thì con không được đói, và con không được đói thì không bao giờ sửa được cái gì hết. Mẹ phải chấp nhận là trong giai đoạn này thì con sẽ bị sụt cân, nhưng mà không sao cả, kiên trì lên các mẹ nhé.